Bạn đang nghe từ Phonos. Những nhà tư tưởng lớn Sartre trong 60 phút. Tác giả Walter Ziegler. Chủ trương và hiệu đính Lưu Hồng Khanh và Bùi Văn Nam Sơn. Người dịch Tô Tuấn Lưu. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Lưu Hồng Khanh. Văn Lang. Lưu ý dành cho thính giả. Tác giả sách sử dụng nhiều trích dẫn từ các tác phẩm của triết gia John Paul Sartre, để thuận tiện hơn cho quá trình theo dõi của bạn, chúng tôi sẽ tạo hiệu ứng vang cho những trích dẫn này. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn xem mục tài liệu tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Lời giới thiệu con người bị kết án phải tự do. Jean Paul Sartre, sinh ngày 21 tháng 6 năm 1905, mất ngày 15 tháng 4 năm 1980. Vào cuối năm 2017, đầu năm 2018, chúng tôi gặp thấy trên thị trường sách ở Đức một bộ sách mang tên Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút. Großer Denker In minutes, do tiến sĩ Walter Ziegler biên soạn. Đây là bộ sách về các triết gia lớn trên thế giới, được trình bày ngắn gọn, cơ bản, xúc tích, đầy đủ, nhưng dễ hiểu và ứng dụng cho các câu hỏi của con người thời đại. Có thể chỉ cần 60 phút để đọc hết tập sách, dài khoảng trên dưới 100 trang, với cỡ chữ to và nhiều hình ảnh về nhà tư tưởng đang được bàn đến, cùng với những lời trích dẫn của nhà tư tưởng đó quả thật chỉ riêng về một triết gia với hàng chục hay hàng trăm tác phẩm và tư liệu rất phức tạp trong tư tưởng cũng đã là một khó khăn cực lớn cho người đọc làm sao ta có thể quán xuyến thấu triệt toàn bộ tư tưởng của một triết gia như thế nói gì đến hàng chục triết gia quan trọng khác trong tổng thể lịch sử triết học thế giới soạn giả walter ziegler rất khiêm tốn và đầy thịnh tình trong giao tiếp đã chứng tỏ sự thành công của ông trong công việc tổng hợp này ông đã đúc kết cống hiến cho bạn đọc những tư tưởng nòng cốt của từng triết gia. Hơn nữa, trên cơ sở toàn bộ các lời trích dẫn đã để cho các triết gia trực tiếp nói chuyện với bạn đọc thay vì soạn giả nói về các triết gia. Vào thời điểm cuối tháng 10 năm 2019, có 20 triết gia đã được in, hai triết gia được thông báo sắp xuất bản và hai nhà tư tưởng lớn châu Á như một thách thức lớn dự kiến cũng sẽ đưa vào bộ sách này email của tác giả ngày 5 tháng 3 năm 2019 cho người viết lời giới thiệu này. Các triết gia đã in, xếp theo vần ABC. Adorno, Akrant, Camus, Foucault, Freud, Habermas, Hegel, Heidegger, Hobbes, Kant, Marx, Nietzsche, Platon, Popperons, Crusoe, Sartre schopenhauer smith wittgenstein các triết gia sắp xuất bản cũng xếp theo vần abc bacon descartes hai nhà tư tưởng lớn châu á là đức phật và khổng tử bố cục mỗi tập sách gồm ba phần khám phá lớn của triết gia tư tưởng cốt lõi của triết gia phát kiến của triết gia có ích gì cho chúng ta ngày nay như bạn có thể nhận thấy cấu trúc ba bước đi suy tư này của soạn giả tiến sĩ Ziegler xem thật đơn giản nhưng lại mang một tầm mức sư phạm rất cao đánh dấu một tư duy sáng tạo tìm cách phát minh những điều mới lạ từ đó khai triển những suy tư cốt lõi cơ bản nhưng không dừng lại ở đây để ghi nhận chiêm ngắm hay liệt kê trích dẫn như trong một số chương trình giáo dục và đào tạo truyền thống nhưng tìm cách ứng dụng một cách sáng tạo cho độc giả cho chúng ta cho con người ngày hôm nay bộ sách Những nhà tư tưởng lớn trong 60 phút này đã được đón nhận với rất nhiều thiện cảm tại nước Đức, nơi bản gốc được xuất bản, cũng đã được dịch ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhờ vậy mà hàng nghìn người trên thế giới nay có cơ hội tiếp cận được những tập sách quý này. Bởi theo phản ánh của công luận, điều mà thế giới đang cần đó là nhiều triết học hơn nữa. Và đó cũng là động lực thúc đẩy chúng tôi sớm chuyển tải bộ sách này đến quý bạn đọc ở Việt Nam. Thêm đôi dòng về soạn giả Dr. Walter Ziegler. Ông tốt nghiệp các khoa triết học, lịch sử, chính trị. Làm nghề nhà báo trong nước, ngoài nước, giảng viên huấn luyện các nhà báo trẻ, đồng thời cũng là tác giả nhiều tác phẩm triết học. Là một nhà báo thâm niên, ông đã thành công trong việc trình bày những kiến thức phức tạp của các triết gia lớn một cách hấp dẫn và dễ hiểu. Chúc quý thính giả nhiều niềm vui và nhiều hưng phấn trong suy tư và sáng tạo. Chủ trương biên dịch, tiến sĩ Lưu Hồng Khanh Khám phá lớn của Sartre John Paul Sartre, sinh năm 1905, mất năm 1980. Triết gia hiện sinh Pháp là một trong những nhà tư tưởng quan trọng nhất của thế kỷ 20. Ông nổi tiếng khắp thế giới qua luận điểm đầy khiêu khích rằng con người bị kết án phải tự do. Lời mời gọi mang tính hiện sinh của ông đã trở thành niềm tin của cả một thế hệ rằng đối diện với cái chết chắc chắn sẽ đến con người không còn có thể tiếp tục tin vào một thiên đường nơi thế giới bên kia, mà phải tạo dựng cuộc sống tại đây và bây giờ, một cách cương quyết và tự do. Con người không là gì khác hơn những gì họ tự tạo ra từ chính mình. Đấy chính là nguyên tắc đầu tiên của chủ nghĩa hiện sinh. Triết học hiện sinh của Sartre không chỉ đã ảnh hưởng lên những cuộc thảo luận mang tính hàng lâm tại các đại học, mà xa hơn nữa lên toàn bộ nền văn minh tây phương đặc biệt lên giới trẻ âu châu chủ nghĩa hiện sinh đã trở thành một lối sống học sinh sinh viên nghệ sĩ và những người say mê thuyết hiện sinh đã thường xuyên gặp gỡ nhau trong những quán cà phê điều thoạt nhìn không lấy gì làm lạ nơi người pháp nhưng những nhóm thảo luận cởi mở mới hình thành này thu hút cả nam lẫn nữ đã tạo ra cả một nền văn hóa riêng biệt của giới trẻ họ mặc quần áo màu đậm và đeo kính gọng sừng đen như sartre vẫn thường làm xem như dấu hiệu về thái độ hiện sinh khẩu hiệu của người theo chủ nghĩa hiện sinh là đừng để ai bảo mình phải sống như thế nào hãy tự quyết định và chịu trách nhiệm về những hành xử của mình hãy sống thành thực và sâu sắc cả trong quan hệ tình yêu tình bạn lẫn trong những dấn thân chính trị bản thân sartre luôn đặt giá trị cao nhất nơi điều sau đây chủ nghĩa hiện sinh không chỉ là đòi hỏi sự tự hiện thực hóa cá nhân mà xa hơn nữa còn là một sự dấn thân cho xã hội và nếu chúng ta bảo rằng con người tự mang trách nhiệm cho chính mình thì không có nghĩa là ta chỉ chịu trách nhiệm cho riêng cá nhân ta mà còn cho tất cả mọi người thế là những nhà hiện sinh chẳng những biểu tình chống chiến tranh của thực dân pháp tại algeria và đông dương mà cũng biểu tình chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ tại Việt Nam. Theo đúng tinh thần chối bỏ nền luân lý kiểu tư sản, họ thử nghiệm các quan hệ luyến ái tự do. Bản thân Sartre cũng giữ mối quan hệ mở ngỏ với người bạn đời là Simone de Beauvoir. Có nghĩa là có lúc hai người có những quan hệ thân mật riêng với người khác, nhưng chúng không bao giờ đe dọa sự gắn bó mật thiết giữa hai ông bà. Thậm chí, Sartre và Beauvoir còn ký với nhau bản giao ước về tự do và cởi mở. Trong đó hai người từ bỏ chế độ một vợ một chồng kiểu tư sản và đồng thời cam kết giữ sự trung thực và tin tưởng giữa hai bên. Ngoài sách triết học, Sartre còn viết nhiều tiểu thuyết và kịch bản, nhất là ông hoạt động mạnh về chính trị, đã thảo rất nhiều thỉnh nguyện thư và là một trí thức cánh tả. Sau 4 năm dài ủng hộ Đảng Cộng sản Pháp, ông đã lấy lập trường chính trị Maoist nhưng ôn hòa. Vào năm 1957, khi Sartre lên tiếng ủng hộ nền độc lập của thuộc địa Algeria và kêu gọi binh sĩ Pháp chống nghĩa vụ, các thế lực quốc gia bảo thủ đã nổi giận và đặt bom phá toan căn hộ của ông. Suốt đời mình, Sartre đã luôn tìm sự đối thoại với những nhà cách mạng và người ngoài lề xã hội. Ông đã gặp Che Guevara, Fidel Castro, Mao Trạch Đông và khi đã hơn 70 tuổi còn tìm gặp nhóm Bada Meinhof đang bị giam giữ thuộc phái hồng binh hotel Army Fraction RAF Đức. Sau khi thăm tù, mặc dù đã gần bị mất hẳn thị lực, Sartre vẫn lên tiếng phản kháng việc biệt giam những người này. Cũng như những nhà hiện sinh đương thời, Sartre hút thuốc nhiều. Cho đến hôm nay, người ta vẫn thấy trong thực đơn của quán Café de Fleurs Xưa là quán quen của ông tại Paris, vẫn còn món điểm tâm hiện sinh với giá rẻ 2 euro, chỉ gồm một tách cà phê đen và một điếu thuốc lá không đầu lọc. Nhưng chính cái tinh thần thanh giáo này, chỉ điểm tâm như thế, sát với những gì tối cần thiết và loại bỏ các phần phụ tư sản khác, là một phần của xúc cảm và lối sống hiện sinh. Và chính Sartre cũng đã từ chối giải Nobel văn chương vì theo ông nó chỉ là biểu hiện của sự phù hoa tư sản đối với những người theo chủ nghĩa hiện sinh các khát vọng về sự an toàn sở hữu và tiện nghi đều là đáng khinh và biểu lộ của sự mất tự do chính sartre cũng sống nhất quán với tinh thần này và suốt đời sống trong một căn phòng không trang trí tại khách sạn ông thích hoàn thành mọi tác phẩm triết học và văn chương trên bàn viết không thuộc về mình Nền văn hóa trẻ vốn nhận Sartre là người khởi xướng đã có phần gây cho ông bối rối vì ông e ngại rằng người ta sẽ không coi trọng ông về mặt khoa học. Nhưng điều lo lắng này là không có cơ sở. Kiệt tác chính của Sartre với tựa đề khiêu khích, tồn tại và hư vô, Le Being and Nothingness, xuất bản năm 1943, cho đến ngày nay vẫn là một cột mốc quan trọng trong lịch sử triết học qua tác phẩm này sartre đã xác định sự tự do là cốt lõi cơ bản của con người chưa có một triết gia nào trước hay sau ông đã dành cho sự tự do quyết định của con người một vị trí khổng lồ đến như thế sự tự do là hoàn hảo và vô biên những ranh giới duy nhất mà tự do sẽ chạm phải là những gì tự nó đặt ra cho đến nay sartre vẫn được đánh giá là một triết gia về sự tự do. Nhưng ông không chỉ ngừng ở đó, ông đã khám phá ra điều thứ hai, là điều đưa đến nhiều hậu quả. Ông chính là triết gia đầu tiên, đã nghiên cứu về cấu trúc của quan hệ giữa con người và con người. Một trong nhiều phân tích của ông, sự phân tích hiện tượng tình yêu, đã đưa đến một nhận thức đầy ngạc nhiên. Để có thể đạt được cảm xúc hay hình dung về bản thân, con người phải dựa một cách hiện sinh vào tình yêu vào ý kiến và phản ứng của những người khác theo sartre việc được người khác tự nguyện công nhận thậm chí còn là nền móng của sự tồn tại của con người mặt khác ta lại cảm thấy chính sự đánh giá thường trực của những người khác cũng là điều gì đó nguy hiểm và không thể kiểm soát được chúng ta đã thật sự nhấn mạnh rằng sự tự do của người khác là nền tảng của sự tồn tại của tôi nhưng chính vì tôi hiện hữu bởi sự tự do của người khác tôi không có được bất cứ sự an toàn nào cả tôi đang lâm nguy trong sự tự do đó cái mà gọi là nguy cơ hữu thể học này nằm ở chỗ tuy ta muốn được người khác công nhận nhưng lại chẳng bao giờ chắc chắn có được chúng hay không bởi vì người khác về nguyên tắc đều tự do và có thể từ chối bất cứ lúc nào ngay cả trong quan hệ tình yêu là nơi mà những người đang yêu đều chấp nhận nhau không điều kiện vẫn có thể có những cơn khủng hoảng hay sự chia tay vì thế ta thường trực sống trong sự đấu tranh để được thừa nhận chính vì cuộc đấu tranh này thuộc về tính cấu trúc của đời người nên sartre đã đi đến một kết luận rất khiêu khích sự xung đột là ý nghĩa nguyên thủy của sự tồn tại cho người khác nhận thức này đưa đến một loạt những câu hỏi con người có lối nào để thoát khỏi sự đấu tranh giành lấy sự thừa nhận hay không tình yêu chẳng phải là giải pháp cho sự xung đột hay sao tại sao theo sartre tình yêu sẽ bắt buộc phải đổ vỡ và nhất là tự do của chúng ta nằm ở đâu khi ta bị thường trực lệ thuộc vào những sự đảm bảo từ người khác và có thể thật sự có cái được gọi là tự do chăng tư tưởng cốt lõi của sartre con người bị kết án phải tự do khẳng định rằng con người chẳng những tự do trong những quyết định của mình mà thậm chí còn bị kết án phải tự do ngay cả những yếu tố di truyền hay sự giáo dục cũng không thể giới hạn được sự tự do của con người con người có được sự tự do tuyệt đối và vì thế nên từng giây phút phải cân nhắc rằng mình làm gì và không làm gì cái cấu trúc này đã nằm sẵn nơi bản chất cốt lõi của con người như thế không phải thoạt tiên ta sinh ra đời rồi mới tranh đấu để được tự do mà ta ra đời đồng thời với sự tự do không phải con người thoạt tiên sinh ra rồi sau đó mới được tự do mà không hề có sự khác biệt giữa sự tồn tại của con người và sự là tự do của nó tư tưởng này hàm ý gì sartre muốn nói với chúng ta rằng việc hoạch định và xây dựng cuộc đời của bản thân mỗi cá nhân là điều trực tiếp thuộc về bản tính tự nhiên của con người trong chừng mực nào đó ta phải hoàn toàn tự sáng tạo ra chính mình thậm chí còn phải tự sáng tạo ra vị trí xã hội tính cách và thân xác của bản thân dĩ nhiên sartre biết rằng không ai có thể quyết định được là mình sinh ra trong cảnh phú quý hay trong sự bần hàn ông chắc chắn cũng biết rõ là con người mang những yếu tố di truyền mà ta không thể gây ảnh hưởng lên được. Chẳng hạn như màu mắt, màu tóc, năng khiếu nhạc, sức vóc và nhiều điều khác nữa. Thí dụ, ông chỉ cao 1,56 mét. Và ông đương nhiên cũng rõ là mỗi chúng ta đều ra đời với những ưu và khuyết điểm. Nhưng dù thế, Sartre vẫn xác định rằng những đặc điểm bẩm sinh của cơ thể và tính cách không hề ngăn cản được việc ta tuyệt đối tự do chính xác là ta luôn luôn có cơ may để liên hệ và hành xử bằng cách nào đó với những điều bẩm sinh này thí dụ ta có thể tự do trong sự nhận định là màu mắt tầm vóc và những năng khiếu của mình là tốt hay tồi là đẹp hay xấu và ta có thể tự do khi quyết định là dùng cái tầm vóc thấp luồn của mình để bào chữa cho cuộc sống bất hạnh của bản thân hay ngược lại để tạo sự thôi thúc thực hiện những ý đồ lớn lao vì thế, con người luôn chính là những gì mà nó dự phóng. Con người, không gì khác hơn là cái dự phóng của chính mình. Con người chỉ hiện hữu trong chừng mức mà tự thực hiện, như thế không gì khác hơn là toàn bộ những hành vi của mình. Không gì khác hơn là cuộc đời của chính mình. Như thế về nguyên tắc, cuộc đời của ta là một sự tạm thời và gian dở. Từng giây phút chúng ta lại có hoạch định mới và xác định lại là mình muốn sẽ phát triển theo hướng nào. Như thế, vai trò của sự giáo dục, của nguồn gốc và của những trải nghiệm trong thời thơ ấu ra thế nào? Cái quá khứ đã không in đậm dấu ấn trong ta hay sao? Chẳng phải một số khả thể phát triển của ta đã bị thu chột trong thời niên thiếu? Thí dụ, vì thiếu cơ hội được học hành hay sao? Sartre trả lời dứt khoát là không. Ta có thể dùng thời niên thiếu khốn khổ như một cơ hội để sống buông xuôi hay ngược lại, để làm niềm thôi thúc tạo dựng cuộc đời trưởng thành của mình được thành công hơn. Ông không tin tưởng chút nào vào thuyết sư phạm, rằng sự giáo dục và những trải nghiệm trong thời niên thiếu có thể để lại những dấu ấn lên con người và tính cách của ta, như lên thứ đất sét dễ nhào nặng. Sartre cũng không chấp nhận, ngay cả những phát hiện của nhà phân tâm học, Sigmund Freud về ảnh hưởng của những sang chấn tâm lý hay về những định mệnh được định đoạt bởi bản năng. Ngược lại, khi vứt bỏ cái lý thuyết về đất sét dễ nhào nặng cũng như về nhóm tập hợp của bản năng, chúng ta khám phá ra mỗi cá nhân nơi cái dự phóng tiên khởi đã thiết lập nó. Theo ông, sự tự do của ta là luôn luôn tuyệt đối. Tuy nhiên, đấy không phải chỉ là món quà tặng, mà còn là một gánh nặng cũng bởi vì luôn được tự do, nên ta phải quyết định liên tục, dù muốn dù không. Ta không thể để cuộc đời mình trôi đi mà phải tích cực tạo dựng nó. Sartre nhấn mạnh lên từ phải. Con người không hề có được bất cứ một lựa chọn nào khác. Đó là những gì mà tôi sẽ bày tỏ khi nói rằng con người bị kết án phải tự do. Bị kết án bởi vì nó không hề tự sáng tạo ra mình. Mặt khác lại đang tự do bởi vì một khi đã bị ném vào thế giới nó mang trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm bởi vì trước đó chẳng hề có ai hỏi ta muốn sẽ sinh ra đời là đá hoa hay người nên ta bị kết án phải sống với sự tự do quyết định của mình bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.